smartphone có camera 64MP. Thông tin này dựa trên một số chuỗi mã lập trình XDA Developer mới nhất cho Redmi K20 Pro. Các chuỗi tham chiếu đến chế độ 64 Ultra Pixel xuất hiện nhiều lần. Điều này phù hợp với tin tức dò dỉ từ nguồn tin IC Universe trên Weibo gần đây cho biết. Công ty con Redmi của Xiaomi đang phát triển smartphone có camera 64 megapixel. Xiaomi có thể phải đối mặt với một số đối thủ cạnh tranh như Galaxy A70s của Samsung được đồn đại là phiên bản nâng cấp nhẹ của Galaxy A70 thông thường. Cảm biến 64 megapixel duy nhất được biết đến hiện nay là ISOCELL Bright GVK1, được Samsung công bố hồi tháng 5. Cảm biến sử dụng tính năng tạo điểm ảnh lớn hơn bằng cách hợp nhất dữ liệu từ 4 điểm ảnh thành một. Điều đó cho phép tạo ra bức ảnh 16 megapixel với kích thước điểm ảnh 1,6 micron. Theo Ice Universe, có vẻ như Xiaomi muốn đánh bại đối thủ và ra mắt chiếc smartphone trang bị camera đỉnh cao trước khi Samsung làm điều đó. Samsung Galaxy A70s được đồn đại sẽ ra mắt vào tháng 7 tới, vì vậy cho dù hãng smartphone nào ra mắt trước, Xiaomi hay Samsung, chúng ta cũng không phải chờ đợi quá lâu biết camera 64 megapixel trên điện thoại thông minh sẽ như thế nào.